Hello cả nhà, chào mừng cả nhà tới với siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, xe máy nhập khẩu ha. Mình tên là Thu Hà. Hôm nay Thu Hà sẽ review cho mọi người hai mẫu xe Vario rất là đẹp. Một em là, cả hai em đều là Vario 125 hết. Và màu hôm nay là màu độ nha. Cái màu này độ rất là nhiều luôn. Hà không nói tới phần phụ kiện ha. Phụ kiện thì mọi người cũng thấy rồi, có bảng tên nè. Rồi phía sau còn có thêm cái phần là lốc máy trong suốt nè ha, rất là đẹp. Cái này là nhựa chịu nhiệt các mọi người đừng có lo ha. Mà đặc biệt cái xe này á, mọi người có để ý không, em nó vừa được sơn 3D cái dàn áo, mà cái phần nhựa phía trong cũng được độ lên luôn nè. Nè, dàn áo là xanh xi măng và nhựa là nhựa màu cam. Nhựa này của Click độ lên á, rất là đẹp ha. Và màu này trên giấy tờ sẽ ghi là màu xanh cam ha. Yên tâm mua xe bên Hà giấy tờ là hợp lệ nha. Và cái dòng này là 125 nha. Em nó xài khóa chì nha mọi người. Để về ô 125 ha. Và cái này là cái remote của xe. Đây là cái remote theo xe nha. Còn đây hai cái remote này là chống trộm nha, không phải theo xe nha. Tránh để mọi người nhầm lẫn á, mai mốt mọi người đi mua xe mà thấy không có hai cái này cái bất đề mình chết luôn á. Đối với cái chống trộm thì bên Hà có chương trình giảm giá 50% nha. Còn về giá xe thì hiện tại cũng giảm rất là nhiều. Hà thấy nó giảm tới 2 triệu so với những tháng trước rồi đó. Điển hình như Vario 125 đúng không? Dao động giá hiện tại bây giờ chỉ từ 37 cho tới 41 triệu 500. 41 triệu 500 là dành cho cái màu nó như thế này nè, vừa độ dàn áo vừa độ nhựa thì là 41 triệu 500. Còn mọi người không thích cái màu này, mình lấy màu nguyên bản thì tầm 37 triệu tới 37 triệu 500 nghìn thôi, giá rất là tốt luôn. Và cái màu này mọi người sẽ được bảo hành cái màu sơn áo là 1 năm nha, miễn phí nha. Bây giờ Hà sẽ giới thiệu thêm một màu sơn 3D của em nó cho mọi người tham khảo, đó là màu xanh lục bảo ha. Màu xanh này thì mọi người có để ý là nó sẽ đục hơn so với những cái màu xanh lục bảo mới được trước Hà hay quay. Mới được trước là chính xác sẽ là xanh ngọc đúng không? Còn cái này mới là xanh lục bảo nè. Cái màu xanh lục bảo này á, nhìn nó rất là đẹp. Và nếu mà bạn nào chịu chơi, Hà thấy có nhiều bạn gửi hình cho Hà là cái màu này, nhưng mà độ cái phần nhựa trong màu trắng á, cũng đẹp. Nhưng mà do là cái nhựa trắng nó rất là dễ dơ, mà một khi nó dơ các bạn tẩy nó cũng rất là khó khăn, nên bên Hà không có độ sẵn. Bạn nào thích đặt bên Hà vẫn có thể nhận làm theo yêu cầu ha. Nhưng mà Hà nghĩ là mọi người để nhựa đen sẽ ổn hơn, hoặc là độ lên nhựa cam cũng được, hoặc là những cái màu sắc mà nó đỡ dơ hơn là màu trắng á, thì nó sẽ ok hơn. Và màu này cũng là sơn 3D. Tại sao Hà nói là sơn 3D? Có nhiều bạn á, thắc mắc. Thì sơn 3D ở đây á, không phải là xe cũ sơn lại gì đâu, mà cái này bên Hà bán xe mới mà, bên Hà không có bán xe cũ. Mà có nghĩa là sau khi nhập trực tiếp từ Indo về đúng không, là bên Hà mới mang cái dàn áo này đi độ và đi sơn lên những cái màu sắc nó lạ hơn, nó đẹp hơn, nó cá tính hơn, độc hơn, lạ hơn, nhằm cho mọi người sẽ có thêm sự lựa chọn. Với lại ngoài ra, ví dụ như là một số bạn mua xe theo cái màu phong thủy á, thì những cái màu riêng của nhà máy á, nó không đáp ứng được cái yêu cầu này, thì những màu sơn 3D sẽ đáp ứng được. Nên là xu hướng mua xe 3D bên Hà, khách hàng mua nhiều hơn hẳn so với màu jean luôn. Và khi mua xe 3D mọi người vẫn có chính sách bảo hành màu sơn là 1 năm nha, bảo hành miễn phí. Ngoài ra khi mà mọi người gắn cái phụ kiện này á, thì bên Hà còn có chính sách hỗ trợ sẽ dùng trước trả sau, rất là hợp lý đúng không? Chống trộm thì được giảm giá 50% nè, nano cũng được giảm 50% nữa. Và ngoài ra còn được tặng thêm rất là nhiều quà tặng hấp dẫn, như là nón bảo hiểm cao cấp nè, áo mưa nè, bảo hiểm xe máy nè, khung biển số. Và đặc biệt á, còn có chương trình hỗ trợ tiền xăng nữa. Cái phần chương trình này thì Hà sẽ chút xíu nữa Hà sẽ nói ở gần cuối video, mọi người nhớ để ý và theo dõi ha. Bây giờ Hà sẽ tư vấn sơ qua về cái thủ tục trả góp và cái độ tuổi trả góp. Thì đối với thủ tục trả góp bên Hà thì khá là đơn giản, các bạn chỉ cần mang theo giùm Hà chứng minh gốc với hộ khẩu gốc. Bạn nào mà chưa có không có mang hộ khẩu theo, mình đi làm xa mình không có mang á, thì mấy bạn mang theo chứng minh gốc chứ bằng lái xe cho Hà nha. Ngoài ra thì bên Hà sẽ có hỗ trợ cho khách hàng 18 tuổi nữa, đủ 18 tuổi là mua được, cái này Hà khẳng định nha. Và phần lớn khách hàng của Hà là 18 tuổi rất là nhiều, nên nhiều bạn đang sợ là sẽ khó khăn trong quá trình duyệt hồ sơ hoặc là cần người bảo lãnh á, thì không có nha, các bạn đi một mình thôi, không cần ai đi chung hết nha, Hà dám khẳng định là như thế. Và ngoài ra thì bên Hà có rất là nhiều ngân hàng với nhiều mức lãi suất tốt. Và đặc biệt khi mà mọi người mình mua gốc cái dòng xe Vario 125 này nè, mình có thể trả trước từ 4 tới 5 triệu là sở hữu được xe đúng không? Và nếu bạn nào có tài chính tốt, mình trả được 50%,
thì còn làm được cái gói nhận cà phê gốc với lãi suất rất là ưu đãi luôn ha. Bạn nào mà đang thắc mắc về những cái vấn đề đó thì cứ liên hệ trực tiếp với Hà. Số điện thoại của Hà là 0937 438 101. Khi mọi người gọi điện thì nhớ nói cho Hà biết là các bạn có biết Hà qua kênh Hiếu Thành Phát nha, để Hà có cái phần hỗ trợ là từ 500 tới 1 triệu tiền xăng cho mình khi đi từ xa tới. Ở gần tới thì vẫn có được nếu như mà gọi trước ha, yên tâm. Và bạn nào mà giới thiệu khách hàng mua xe cũng gọi số điện thoại đó và nói là xem kênh Hiếu Thành Phát, bây giờ dẫn bạn bè đi mua xe thì cũng được hỗ trợ từ 300 cho tới 700 ngàn tiền hoa hồng nha. Rất là nhiều cái lợi ích khi mà lưu số điện thoại của Hà lại, nên là các bạn đừng ngại lưu lại ha. Nhà có dùng Zalo số đó nữa, bạn nào ngại không trao đổi trực tiếp được á thì mình có thể nhắn tin Zalo cho Hà ha. Và video hôm nay Hà tạm thời sẽ kết thúc ở đây nè. Bạn nào mà có thắc mắc gì thêm thì cứ nhắn tin gọi điện cho Hà. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.